Xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng nhiều năm mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Vậy hôm nay thì vườn mai của chị Hà có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép mai giống cho cô chú anh chị mình mua về mình chơi Tết năm 2024 cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Thì hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình cho Tết 2024 nha. À, em giao lưu ba giống nha. À, Thọ Hương với lại Phụng Hoàng với lại Thanh Mai ha. Rồi, cái này là dạ, cây này là mã đầu tiên là mã số 36 em nói tiếp với clip trước ha. Rồi. Rồi là một cây Thọ Hương ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi, cây này ghép liền cốt của chú anh chị ha. Thân bò rất là đẹp nha. Rồi cây này hoành được 7. Rồi. Rồi cao của cây là được 71 ha. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 53. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 400 ha. Rồi mình đổi cây rồi, luôn 400 anh em bao phí ship. Rồi mã số 37. Mã số 37 là một cái cúc Phụng Hoàng nha. Rồi. Cái này mình ghép cái này gồng 4 lượng luôn cô chú anh chị ha. 4 lượng luôn. Cây tàn đều luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 6 ha. Rồi. Rồi cao của cây là được 65. Rồi tán ngang của cây là được 35. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 300 ha. Đợi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 38. Rồi. Rồi 38 là một cây Thọ Hương ha. Củ đế có luôn cô chú anh chị ha. Thân đắt rất là dễ thương nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Liền cốt 100 ha. Rồi cây này hoành được 6 luôn. Rồi. Rồi cao của cây là được 79. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 42. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 39 cũng là một cây Thọ Hương luôn ha. Rồi. Đế nguyên cái củ luôn cô chú anh chị ha. Quá trời, cái tàn đẹp luôn cô chú anh chị nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này hoành được 5,5 ha. Rồi. Rồi cao của cây được 76. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 46. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 400 luôn ha. Trời cây luôn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 40 cũng là một cây Thọ Hương luôn ha. Rồi. Cái này ghép liền cốt 100 của chú anh chị ha. Đó. Bo rất là già của chú anh chị, tàn đều luôn cô chú anh chị ha. Đẹp luôn nha. Rồi. Cái này mình mới gông lá nên là nhìn tàn hơi thua chứ cây ok lắm nha. Rồi cây này hoành được 7 ha. Rồi. Rồi cao của cây là được 1,09 m nha. Rồi. Rồi ngang của cây là được 59. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 550 bên em bao phí ship ha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 41. Rồi 41 là một cây Thanh Mai ha. Rồi cây này đế có luôn cô chú anh chị. Đế đẹp luôn á. Rồi liền cốt 100 nha cô chú anh chị. Thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được gần 7 ha. Rồi. Rồi cao của cây là được 85. Rồi. Tán ngang của cây là được 59. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 500 ha. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 42. Rồi 42 là một cây Thọ Hương luôn ha. Cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Lúc nhớ liền cốt 100. Rồi cây này hoành được gần 6 ha. Rồi. Rồi cao của cây là được 70. Rồi ngang của cây là được 45. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 400 ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo mã số 43. Rồi 43 là một cây Thọ Hương luôn ha. Rồi cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Củ có luôn cô chú anh chị, nguyên củ luôn nè cô chú anh chị. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi hoành được 6. Rồi cao của cây là được 76. Rồi. Rồi ngang của cây được 52. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 350 ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 44. 44 là một cây Thọ Hương ha.
Rồi cái này tàn đều luôn cô chú anh chị ha. Đế có luôn, đế gồng luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số rồi bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 4,5. Rồi. Rồi cao của cây được 74. Rồi. Rồi ngang của cây được 53. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 300 luôn ha. Rồi cây. Rồi mã số 45. 45 là một cây thọ hương luôn. Rồi cây này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha, tàn lớn nha, đẹp luôn ha. Ghép gốc nhớt liền cốt 100% nha cả nhà. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 6 nha. Rồi. Rồi cao của cây là được 80. Ngang của cây là được 54. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 500 ha. Đổi cây luôn. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 46. Rồi mã số 46 cũng là một cây thọ hương luôn ha. Rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối liếp của em nha. Rồi. Đế có luôn cô chú anh chị ha, gốc nhớt liền cốt 100%, tàn đều bự luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 7,5. Rồi. Này củ đế nó cũng đẹp nè. Cái đế củ nó nhìn ngồi nhìn giống hình thú. Cao là 78 nha. Rồi. Rồi ngang của cây là được 65. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 500 luôn ha. Đợi cây. Rồi cây này cũng là cây cuối clip luôn ha bà chủ. Dạ cuối clip của em thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 cũng là số Zalo của em luôn ha. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.